Thưa quý vị, ngày mai ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trước khi bước vào kỳ thi trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6. Vâng, và với quy mô thí sinh lớn thứ nhì các tỉnh thành phía Nam và thứ năm trong cả nước, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này tại Đồng Nai đã hoàn tất. Sáng nay, trước khi lãnh đạo các điểm thi về nhận nhiệm vụ tại 59 điểm thi, một lần nữa, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ coi thi, đồng thời quán triệt tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác coi thi trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo các điểm thi gồm trưởng điểm thi, hai phó trưởng điểm thi và thư ký của 59 điểm thi trên địa bàn Đồng Nai đã được đại diện phòng nghiệp vụ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh triển khai nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó đặc biệt lưu ý việc phân công nhiệm vụ của các thành viên tại điểm thi, sinh hoạt quy chế coi thi, quy định về niêm phong bài thi, hồ sơ thi, sơ đồ đánh số báo danh, v.v. Tại hội nghị, lãnh đạo các điểm thi cũng đã nêu lên những vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa thống nhất tại kỳ thi và đã được Sở Giáo dục Đào tạo giải đáp. Đại diện thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cho biết công tác thanh tra tại kỳ thi cũng được thực hiện chặt chẽ. Ngoài lực lượng hơn 160 thanh tra viên của sở, còn có 160 cán bộ thanh tra ủy quyền Bộ Giáo dục Đào tạo đến từ 3 trường đại học, gồm Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều nay và sáng mai, lực lượng này có mặt tại điểm thi để làm nhiệm vụ được phân công. Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất. Đội ngũ làm công tác coi thi cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nghiệp vụ coi thi của chúng tôi là được trang bị rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt năm nay thì có những cái điểm mới, đó là việc thu bài thi của học sinh. Thì năm nay Bộ Giáo dục cũng đã chỉ đạo cùng với Sở Giáo dục đã triển khai lại cho chúng tôi. Làm cho nó trong cái các khâu, trong cái vấn đề coi thi và thu bài thi thì nó chặt chẽ hơn. Và nó đã tránh xảy ra những cái khó khăn trong cái hội đồng chấm. Và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để mà thực hiện nghiêm túc về cái quy chế mà Bộ Giáo dục cũng như là Sở Giáo dục đã triển khai cho chúng tôi. Trên cái tinh thần mà mình đã được quán triệt những cái quy chế, những quy định về cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 thì mình nhận cái nhiệm vụ về làm trưởng điểm thi thì mình cũng sẽ quán triệt đến tất cả những cái thành viên trong hội đồng coi thi, làm với một cái tinh thần trách nhiệm, đúng quy chế. Và bên cạnh đó thì mình cũng cố gắng là phối hợp với những cái bộ phận như bên thanh tra của Bộ Giáo dục, thanh tra của Sở Giáo dục, mình làm sao đó để kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh lưu ý, Đồng Nai là địa phương nhiều năm liền tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, song không vì thế mà chủ quan lơ là. Tất cả các cán bộ coi thi phải nghiêm túc, khách quan, công bằng trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, kịp thời cập nhật, xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo quyền lợi thí sinh. Trong cái quá trình mà quán triệt cũng như là nhắc nhở cán bộ làm nhiệm vụ coi thi thì tôi luôn nhắc các đồng chí là phải giám sát lẫn nhau, nghiên cứu thật kỹ các quy chế và thực hiện đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, cũng không quá vì căng thẳng mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Đối với những thí sinh mà có những cái trường hợp đặc biệt thì chúng tôi từng cụ thể từng trường hợp thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các trưởng điểm thi xử lý như thế nào cho đảm bảo quy chế. Tuy nhiên cũng là hướng dẫn phụ huynh các trường hợp có khả năng thực hiện để làm sao đó đảm bảo tối ưu cái quyền lợi cho thí sinh. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, sáng nay lãnh đạo các điểm thi đã đến các điểm thi được phân công để nhận nhiệm vụ. Chiều nay lãnh đạo các điểm thi tiến hành họp với lực lượng công an, trật tự viên, phục vụ, y tế để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời kiểm tra rà soát cơ sở vật chất tại điểm thi, đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.